Chào các bạn, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tọa lạc tại thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, là trung tâm tu học theo lối Thiền Tông của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Điện Phật rộng thoáng được bài trí trang nghiêm thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra trong khuôn viên còn có vườn tượng 18 vị La Hán, tượng Bồ Tát Di Lặc, tượng Phật Thích Ca. Những gốc cây cổ thụ trên những ngọn đồi nhỏ, cỏ mọc xanh rờn, những dãy đá lát đơn sơ mộc mạc, cây cầu bắc ngang con suối nhỏ, hồ cá tung tăng bơi lội, tất cả tạo nên một không gian đẹp tinh tế. Nếu đi từ Sài Gòn thì các bạn đến ngã 346 rẽ vào, còn nếu từ cây số 42 đường Phan Thiết thì đi vào quốc lộ 45 hướng lên Tánh Linh là thấy ngã rẽ vào Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, tọa lạc ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân. Tại đây người dân trồng những vườn thanh long bạc ngàn luôn các bạn. Thiền viện có diện tích 30 hectare nằm ẩn mình giữa những dãy núi nhấp nhô uốn lượn, không gian thật an tĩnh. Phía tây giáp với xã Sông Phan, phía bắc giáp huyện Hàm Thuận Nam và phía nam là huyện Hàm Tân nha các bạn. Thiền viện được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2014 trên diện tích là 8 hectare. Và đến nay đã hoàn thành công trình và đi vào hoạt động. Thời gian gần đây đã được rất nhiều du khách đến viếng. Thiền viện trở thành trung tâm tu học theo đường lối Thiền Tông của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử dành cho các Phật tử miền Trung nói chung và Bình Thuận nói riêng. Và đây cũng là thiền viện đầu tiên của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử được xây dựng tại miền Trung Nam Bộ. Trúc Lâm là tước hiệu của Trần Nhân Tông và Trúc Lâm Yên Tử là một dòng thiền Việt Nam thời nhà Trần do Trần Nhân Tông sáng lập đó các bạn. Vừa bước vào cổng đã thấy một khoảng không gian xanh mát rợp bóng cây xanh đủ các loại. Khu vực chính điện, mọi người đều trầm trồ vì nó rất là rộng, từ khoảng sân đến bên trong đều bình yên đến lạ thường. Chánh điện là một tòa nhà cao lớn ở vị trí trung tâm với diện tích là 1.300 m². Bên trong rộng thoáng được bài trí trang nghiêm, thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hai vị Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Theo mình tìm hiểu thì tượng Đức Phật được tạo tác bằng đá ngọc sapphire cao 4 m, nặng 30 tấn. Còn tượng hai vị Bồ Tát được tạo tác bằng đá ngọc phỉ thúy xanh ở Ấn Độ nha các bạn. Thank you.
Các công trình kiến trúc ở đây được chạm trổ, điêu khắc, trau chuốt và tạo dáng tinh tế. Những cái chân đế cột này nó có dạng hình hoa cũng rất là đẹp nè các bạn. Từ trong chánh điện nhìn ra cũng thấy những dãy núi nhấp nhô uốn lượn ở bên ngoài. Xung quanh thiền viện có những ao cá, những tượng Phật, những mái nhà gỗ cổ kính, tháp chuông. Có những gốc cây cổ thụ trên những ngọn đồi nhỏ, cỏ mọc xanh. Những dãy đá lát đơn sơ mộc mạc, cây cầu bắc ngang con suối nhỏ, hồ cá tung tăng bơi lội. Một không gian rất là đẹp và tinh tế.
thank you.